thiện nam tử ta dùng tán pháp của bồ tát này để tính đống cát rộng lớn vô lượng do tuần đều biết trong đó có bao nhiêu hạt cát ta cũng tính biết được hết thảy tất cả thế giới đủ thứ sự khác biệt ở phương đông thứ tự an trụ phương nam tây bắc bốn hướng trên dưới cũng lạ như thế cũng biết được hết thảy tất cả thế giới trong mười phương rộng hẹp lớn nhỏ và các danh từ trong đó hết thảy tất cả tên kiếp, tất cả danh hiệu Phật, tất cả tên Pháp, tất cả tên chúng sinh, tất cả tên nghiệp, tất cả danh hiệu Bồ Tát, tất cả tên đế lý, thầy đều biết rõ thiện nam tử, ta chỉ biết pháp môn tất cả công xảo đại thần thông trí quang minh này. Như các đại Bồ Tát biết được số tất cả chúng sinh, biết được số phẩm loại tất cả các Pháp, biết được số tất cả các Pháp khác biệt, biết được số tất cả ba đời, biết được số tên tất cả chúng sinh, biết được số tên tất cả các Pháp, biết được số tất cả các như lai, biết được số danh hiệu tất cả chư Phật, biết được số tất cả các Bồ Tát biết được số danh hiệu tất cả bồ tát mà ta làm sao nói được những công đức đó hiển bày được những hạnh đó hiển ra được những cảnh giới đó khen được những sức thù thắng đó diễn nói được những vui thích đó nói được những trợ đạo đó bày được những đại nguyện đó khen được diệu hạnh đó xiển dương được các độ ba la mật đó diễn nói được những thanh tịnh đó phát dương được những trí huệ quang minh thủ thắng đó thiện nam tử ở hướng nam này có một thành lớn tên là hải trụ trong thành đó có yêu bà di tên là cụ túc ngươi hãy đi đến đó hỏi bồ tát làm thế nào học bồ tát hạnh tu bồ tát đạo Bấy giờ, thiện tài đồng tử nghe lời đó rồi, toàn thân dựng lông hoan hỉ vui mừng, đắc được tâm báu tin vui ít có, thành tựu tâm lợi ích chúng sinh rộng lớn, đều thấy rõ được tất cả chư Phật thứ tự xuất hiện ra đời, đều thông đạt được trí huệ thanh tịnh pháp luân thâm sâu, nơi tất cả cõi đều tùy thuận hiện thân, biết rõ cảnh giới ba đời bình đẳng, sinh ra biển công đức vô tận, phóng quang minh đại trí huệ tự tại, mở khóa hết thảy cửa thành ba cõi, đảnh lễ tự tại chủ đồng tử, đi nhiễu quanh vô lượng vòng, ân cần chiêm ngưỡng, rồi từ tạ mà đi.